Thử Khách 24 giờ, một chương trình truyền hình với những trải nghiệm đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Chỉ với một chiếc xe gắn máy, một sim điện thoại, 50.000 đồng và 24 giờ tại một vùng quê xa xôi. Bằng chính sự nhạy cảm, óc hài hước và khả năng thích nghi, mỗi nghệ sĩ sẽ phải đi tìm địa điểm thử thách, sau đó hoàn thành thử thách trong thời gian được quy định. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nghệ sĩ ở nhà sẽ phải xin nhà của người nào không? Trong nhà của một người dân và trải nghiệm cuộc sống mới lạ ở đó. Hãy cùng chờ đón những điều thú vị bất ngờ chỉ có trong chương trình Thử Khách 24 giờ. Sinh năm 1982, Kim Hiền bén duyên với điện ảnh từ năm 12 tuổi với nụ cười rạng rỡ. Cái tên rất hiền, cô được khán giả nhớ đến vẫn là những vai diễn cá tính, gai góc trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Dốc Tình, Mùi Ngò Gai, Tình Yêu Pha Lê. Lớn lên từ đội kịch Tuổi Ngọc, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, từng là diễn viên múa, ca sĩ và quen mặt với vai trò MC chương trình Ngày Chủ Nhật Của Em. Với điện ảnh, Mai Phương đang từng bước khẳng định mình qua các vai diễn ngày càng nặng ký trong Chuyện Tình Yêu, Mộng Phù Du. Ở tập trước, diễn viên Kim Hiền đã vuốt được râu cọp theo đúng nghĩa đen. Và Mai Phương thì trở thành một cô học trò rất siêng năng với nghề chạm trổ. Và bây giờ, họ sẽ tiếp tục cuộc trải nghiệm của mình bằng một thử thách lớn hơn và khó khăn hơn. Đó chính là... Bạn hãy xin ở trọ ấp 2, phường Tân Định, Bến Cát, Bình Dương. Đầu tiên, chúng ta hãy đến với Kim Hiền, xem cô nàng sẽ tìm nhà như thế nào. Bây giờ đứng ngay ngã ba không biết đi đâu. Em thấy đẹp không? Chẳng lẽ cô nàng cứ đứng đây hoài sao? Sao bây giờ? Còn Mai Phương thì gặp thử thách gì? Bạn hãy xin ở trọ trong một ngôi nhà tại ngã ba đường Lê Chí Dân và đường DX, phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Có vẻ khó khăn đây. Bây giờ đi xin ngủ người ta cho ngủ không trời? Đi luôn. Sao con đường cứ xa hun hút thế này? Liệu Mai Phương sẽ tìm ra được ngôi nhà nào không? Không còn đứng suy nghĩ nữa, Kim Hiền đã lấy hết can đảm bước vào ngôi nhà đầu tiên. Thành phố con xuống dưới đây con làm á, thì con muốn là buổi tối nghỉ ở đây để mà quan sát những công việc hàng ngày của hai bác á. Rồi con sẽ cùng hai bác làm những công việc mà hai bác từng làm buổi tối. Giờ nhà tôi không có chỗ ở, giờ em đi hỏi mấy nhà kia. Dạ. Không có đông lắm. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn bác à. Ồ, dạ. Bị từ chối rồi, nhưng cô vẫn không nản chí. Dạ, con chào cô. Tại vì con làm cái chương trình thử thách 24 giờ, mà con vượt qua được hai cái thử thách rồi. Nhờ cái thử thách cái thứ ba là con xin ở trọ trong tối ngày hôm nay thôi, để sáng ngày mai con hoàn tất cái thử thách thứ ba của mình. Dạ con nhờ bác giúp cho con ở lại buổi tối được không bác? Dạ ở đâu cũng được á, miễn sao là tụi con buổi tối sẽ sinh hoạt với lại hai bác, với gia đình bác à. Coi như là hai bác coi con giống như là con vậy đó. Xong rồi mọi cái sinh hoạt, ví dụ là buổi tối ngồi nói chuyện với hai bác, kể là ở Bình Dương có những gì á. Cô biết gì đâu nói. Dạ không, thì mình giống như là buổi tối, ví dụ như là ăn cơm xong rồi thì con với là mọi người với bác ngồi nói chuyện với nhau thôi. Tôi với ổng mà có ai đâu nói chuyện, có ai đâu nói chuyện. Tối nay bữa là ngủ à. Ông kêu bên nhà chị ba. Qua bển, chạy qua bển. Qua bên kia kìa, ngay bên nhà đây. Qua bển cũng là nhà ở đây luôn á. Nhà mà ở bển là tối có người, có mấy người là... Chị mà đông không? Không, có tại vì có ba người lớn với một đứa nít à. Nít à, với ba người lớn. Chị dẫn qua. Ôi, chị dẫn em qua thử, liên hệ thử. Mẹ em nè, mẹ em là mẹ bển á. Trong lúc đó, Mai Phương mới bắt đầu bước vào nhà thứ nhất. Em đang đi thử nghiệm thực tế á, cho nên là em định xin ngủ nhờ nhà mình một đêm. Đúng hả? Dạ. Tại cái này nó cũng hơi tế nhị chút xíu, nhưng mà tại vì đây là chuyến đi thực tế của em á, cho nên là em sẽ phải ngủ nhờ ở nhà một trong số những người dân mà em sẽ đi ngang qua, và để thử nghiệm cuộc sống, trải nghiệm
Ngủ mì ở đây đỡ để lên đây. À không sao chị, tại vì có thể em ở nhà chị với lại em thử nghiệm là giặt đồ với lại cuộc sống của bình thường. Nên là không có vấn đề gì hết, nhưng mà tại cái này cũng hơi tế nhị cho nên em hỏi chị là sợ nhà chị có đông người hay là như thế nào không? Đông hơn. Dạ. Chút đi chờ má về coi. À, phải đợi má về hả chị? Dạ. Chị đâu quyết định được, má chị đi công chuyện. Nhà chị là có bao nhiêu người hả? Nhà cũng chục mấy hả, cũng chục mấy hả. À, chục mấy. Thật chắc không may khi Mai Phương vào ngôi nhà có đông dân số như thế. Em quay lại ha. Dạ, tại cái này nó coi thế nhỉ? Có anh chị. Không có gì đâu. Dạ. Dạ, không ạ. Dạ. Cô nàng nhỏ nhắn vẫn tiếp tục tiến bước và gặp một fan hâm mộ. Ủa, chị Mai Phương mới thấy chị? Chị không có quay phim. Nhà này là nhà của em hả? Dạ, nhà của em. Chị hỏi cái này xíu nha. Nhà em có đông người không? Dạ, ba mẹ em đó, với em Tài. Dạ. À, cái này hơi tới nhị chút xíu nên chị hỏi nha. Tại vì chị đang đi thử nghiệm thực tế á, cho nên là chị xin ngủ nhà em, ngủ nhờ một đêm có được không? Dạ, chắc hoàn hạnh, chắc hoàn hạnh. Thì không? Dạ, được. Có cần phải xin ba mẹ không? Em dạ, là... ba mẹ em chắc cũng đồng ý thôi. Vậy thì để chị vào xin thử nha. Tại vì cái này về không kịp. Tại vì bây giờ chị phải không có kịp về thành phố cho nên là chị phải ngủ nhờ nhà các bạn một chút. Nãy giờ thì cũng đang ngại quá. Vậy chị vô nhà đi, chị vô nhà. À, cảm ơn em. Liệu fan hâm mộ sẽ giúp được Mai Phương vượt qua thử thách? Quay trở lại với Kim Hiền, cô đang bước vào ngôi nhà thứ ba. Em làm cái chương trình thử thách 24 giờ mà vượt qua được hai cái rồi, bây giờ cái thứ ba là em phải đi kiếm xin ở trọ một cái nhà nào đó mình chọn. Nên là bữa tối để coi sinh hoạt của em rồi của mọi người, ví dụ như là với vợ chồng chị với đứa nhóc đó. Ừ, không có gì đâu mà ngại. Nói chung nhà cửa luôn su bu lắm. Không có sao hết á. Tại vì tụi này cần có một cái chỗ để mà nghỉ chân á. Lên nhà trên đi. Ok. Mình mở cửa chưa? Đâu rồi, có vẻ chị đâu chủ rồi? Nhà này không chịu không cho ghi hình rồi. Nhưng Kim Hiền vẫn tiếp tục chờ. Con lấy cái gì á? Đâu con lấy cái gì? Cậu bé con có thể là cầu nối giúp Kim Hiền thuyết phục chị chủ nhà không? Ồ, có tiền hả? Ôi trời ơi, có tiền nữa, con biết cái đó bao nhiêu tiền không? Con biết được không? Con biết chữ được không? Con biết chữ được không? Đâu con biết thì sao? Dạ. Ồ, rồi. Ồ, với mẹ hư rồi hả? Biết được mà. Câu chuyện của hai phụ nữ đồng tuổi có vẻ rôm rã. Có lẽ Kim Hiền đã được chấp thuận cho ở nhờ trong đêm nay rồi. Hồi lúc hồi đầu Hiền vào á, cái nhà trọ nhiều quá. Mình nói trời ơi, vậy đưa mình ra một cái thử thách quá lớn, mình ở trong nhà trọ hay gì vậy. Rồi cuối cùng cũng ráng đi vô, nếu mà có duyên thì mới gặp ở đây. Là đi tìm nhiều chỗ hay là chạy thẳng vô đây luôn? Tao đi tìm rất là nhiều chỗ. Hiền đi mà đến nỗi mà Hiền đứng ngay ngã ba, Hiền nói giờ Hiền không biết đi đâu á. Chứ tao không, đây là một cái thử thách của Hiền mà. Đúng rồi, nói chung nãy tụi mình luôn mua quá ông thì thôi vô đại chứ mình cũng chưa hiểu gì là gì đang làm. Đúng rồi, mọi người sẽ không biết, nhưng mà cái thi này nó buộc lòng là nó phải dạy giống như một người hoàn toàn xa lạ, không biết gì bất cứ một cái gì hết. Nhưng mà nếu mà sau này thì nghĩ Hạnh mà có coi lại cái chương trình này á thì chắc cho con hát lên. Đâu có đâu, đâu có sợ đâu. Chúc mừng Kim Hiền đã vượt qua được thử thách cuối cùng. Người phụ nữ đã cho Kim Hiền ở trọ là chị Hạnh. Gia đình chị Hạnh và chồng là anh Lợi đã có một cậu con trai kháu khỉnh tên là Bin. Đây là một gia đình thuộc thế hệ thứ ba của toàn bộ gia đình lớn, vốn nằm trong cùng một khu viên khá rộng. Hai ngôi nhà mà Kim Hiền đã vào xin lúc ban đầu là nhà của bà nội và nhà mẹ chồng của chị Hạnh. Trong khi đó, Mai Phương đang thuyết phục gia đình của fan hâm mộ. Cái này chút cũng hơi tế nhị. Ủa, bữa giờ cũng như làm chương trình vậy phải không? Dạ, đây là con đi thử nghiệm thực tế, cho nên là con muốn xin ngủ nhờ nhà cô buổi tối nay. Có được không ạ? À? Nhà cô thì rộng rồi mà kiểu như... sao chứ? Hẹn hò gì nhưng mà sợ không có
kiểu như không có sợ không có tiện cho cưng á. À dạ không, dạ không, con ở gia đình được là cảm ơn lắm rồi à. Tại vì không là con cũng không biết ngủ đâu tối nay. Thì mình có gì chịu mà kiểu như gì sợ quay truyền hình gì nè, cái gì ngại lắm, gia đình mình vậy cái gì ngại. Dạ không có ngại gì hết, tại vì cái này là tại vì con cũng bị lỡ, nếu mà con không xin cũng vậy thì con cũng phải ra đường ngủ mà. Mình cứ sinh hoạt bình thường, cô đừng quan tâm, chẳng hạn như nhà mình có nấu cơm thì để con phụ cho, hay giặt đồ con phụ cho. Dạ yeah. Rồi à, thế bây giờ nhà mình ăn cơm đúng không ạ? Thôi để thì nhà mình ăn cơm tự nhiên, nhưng mà cô giúp giùm con. Ăn xong rồi, ăn xong rồi. À ăn xong rồi hả? Dạ. Kiểu như giờ cưng có ăn cơm không? Cái đó còn một nồi cơm đó gì làm đồ ăn cơm. Con cũng ở đây bụng. Dạ. Vậy cô giúp con cho. Bời bụng quá. Không sao, trời ơi, để tí nó con dọn cho, để tí con dọn cho. Thôi để tí con dọn cho, không sao hết. Dạ, như vậy con cảm ơn nhiều nhiều nha. Chúc mừng cô diễn viên dễ thương đã vượt qua thử thách cuối cùng. Gia đình Mai Phương xin ở trọ là gia đình của vợ chồng anh Lành và chị Nga. Còn cô bé fan hâm mộ của Mai Phương tên là Thảo, chính là một trong ba đứa con của gia đình. Điều thú vị là gia đình của anh chị Nga là một gia đình có khoảng hơn 10 năm theo nghề sơn mài. Là cô làm hay là chú làm? Vì gia đình chị Nga đã ăn cơm từ chiều nên Mai Phương đã bắt đầu cuộc trải nghiệm của mình bằng cách tiêu tiền cho việc tự phục vụ bữa cơm cho mình. Một bữa cơm khá thịnh soạn và vui vẻ với fan hâm mộ. Cảm ơn chị đi. Cảm ơn chị. Giỏi quá à. Trong khi đó, Kim Hiền cũng đang cùng gia đình chị Hạnh dùng bữa tối. Anh tên gì? Là Sơn Tài. Lợi. Nhà em thấy anh mặc đồ giống. Dạ, anh đi làm, bảo vệ trong ngày Đại Nam này. Ủa vậy sao nãy em vô Đại Nam em không gặp anh? Nhưng mà anh làm ngoài xưởng cái, xưởng á, xưởng dạ. Ngay sắp này nè. Anh chị lấy nhau lâu chưa? Là lấy nhau 3 năm mấy nè. Vậy là ô cũng mới đây. Ừ, mới mà. Là 2010 3 năm. 2007. 2006 là 7. 2006. 2003 số là sẵn. Ừ. Tưng giàu quá. Khổ. Đúng rồi. Khổ về tình cảm với lại gia đình. À giữ thì có giữ thiệt. Giữ. Trời đất ơi. Một không khí đầm ấm của vợ chồng Son khiến dâu. Kim Hiền không thể không nhớ đến con trai của mình. Thấy thương quá hả? Ừ. Lấy ăn cơm xong là tại vì giờ này anh ăn cơm xong rồi anh học bài. Hoặc tới cái giờ thì sẽ gọi điện. Thì cho vô một cái khuôn hết á. Giờ ở nhà với nhau. Với bà ngoại. Cô Bin, con chị Hạnh cũng rất thân thiện với những hành động nũng nịu của mình. Và con ơi, cho mẹ hỏi tí xíu nè. Xuân Ít ơi. Ừ. Con học có ngoan không nè? Dạ có. Con học mà được bông hồng nhiều không? Nhiều. Vậy á hả? Ai dạ? Lẽ anh nè. Bú sữa. Bú sữa hả? Dạ. Thôi bú, con bú được bao nhiêu rồi? Vậy á hả? Tay móng tay con dài chưa? Dài rồi. Có muốn mẹ cắt không? Cắt con. Vậy hả? Xuân Ít ơi. Dạ. Con bú sữa thì ngủ sớm nha. Dạ. Nha. Dạ, bye bye mẹ. Bye bye con. Mi 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 mẹ đi. Mi nè. Mi. Mi. Ừ. Bye bye. Bye bye con. Ừ. Ai dạ? Ừ. Ai dạ? Con cô đó. Con cô đó con. Nè. Bước qua những bỡ ngỡ ban đầu, bây giờ Mai Phương đang từng bước cùng hòa nhịp sống với gia đình anh chị Nga. Và tranh thủ làm một cuộc giao lưu qua điện thoại với Kim Hiền cho các fan nhí. Alo.
Chị hả? Chị đang làm gì đó? Chị đang vừa mới ăn cơm gia đình xong. Em ăn cơm chưa? Em ăn lâu rồi. Chị, có mấy bé này nó hỏi thăm chị nè. Alo. Alo, chào con. Dạ, em chào cô. Ừ, con biết con đang nói chuyện với ai không? Dạ, con biết. Ai kỳ à? Cô là cô Kim Hiền nè, đóng vô hoa hồng đen đây. Dạ, con biết thôi. Ừ. Rồi, cô không có được qua bên kia, nên là cô ở bên đây rồi, cô không được gặp con. Dạ. Ừ. Con tên Thảo. Con tên Thảo hả? Có bao nhiêu tuổi? Dạ, con 15 tuổi. Vậy hả? Rồi, ok. Khi nào có dịp thì cô với con gặp nhau nhé. Dạ. Ừ. Ở đây quá chừng bé hâm mộ chị luôn. Chị đi ngủ chưa? Ngủ sớm để ngày mai dậy sớm. Tại vì coi trong gia đình á, giống như truyền thống là nấu rượu, là làm cơm rượu. Vậy hả chị? Vậy là chuẩn bị đi ngủ đây phải không? Ừ, chuẩn bị ăn đây. Vậy thôi ngủ sớm đi, lấy sức khỏe. Ừ, ngày mai tiếp tục. Ừ. Cái gì sáng ngày mai tiếp tục mà gặp nhau nha. Dạ, ok chị. Ok, bye bye em, ngủ ngon nha. Bye bye chị, ngủ ngon. Ok, bye bye. Và cứ thế, hình ảnh cô diễn viên như Mai Phương, như Kim Hiền không còn xa cách nữa, mà trở nên vô cùng thân thiện và dễ thương với người dân xóm nhỏ này. Đi đi đi, vô đây. Dạ, chào con. Dạ, con cảm ơn cô chú. Chào tạm biệt mọi người. Dạ, cho chú. Dạ, cảm ơn chú. Ngủ ngon. Ngủ chưa? Bây giờ đi ngủ nha. Nhà thôi, mình đi ngủ. Đi ngủ. Bye bye nha, ngày mai gặp lại. Bye bye. Ngủ lại nè. Rồi đi ngủ. Nè, nằm xuống. Ngủ phải đi ngủ sớm nè. Buổi sáng của Kim Hiền. Đây có vẻ là một hoạt động khá quen thuộc với đời sống hàng ngày của Kim Hiền. Đi đường nào? Đây. Đi. Rồi con dắt cô đi đi. Cô bán bánh gì vậy cô? Sao? Bánh hàng màu gì? Rồi con lấy cái đó phải không? Dạ. 20 ha. Dạ. Đủ chưa à? Đúng không ta? 2000 với lại 10 đúng rồi, 20. Ừ. Ok. Rồi con ăn no chưa? Đi. Nội ơi, con gửi nội bánh. Tại nhiều hôm qua nội giới thiệu qua bên kia. Trong một gia đình mà giới thiệu bên kia. Nhà nội có bao nhiêu người lận? Mấy người con? Hôm qua anh Lợi là cả đúng không nè? Rồi con thằng kia là anh đi Bình Long là thằng thứ năm. Còn dạ. Nhỏ là nhỏ ốm. Ủa vậy là này là nguyên một đại gia đình luôn rồi. Dạ. Vậy là cả nhà làm nghề rượu luôn phải không? Yeah. Nhưng mà sinh sống chủ yếu cũng là cái nhà này. Bao nhiêu năm rồi? Làm lâu lắm mà. Yeah. Tiếp tục khám phá cuộc sống của đại gia đình. Vậy là cái này cơm giống như cơm mình ăn vậy hả bà? Ừ, nhưng mà sao xấu hơn. Dạ, nhưng mà sao để ra hèm được bà? Thì nấu đó. Nấu vậy á, bắt lên nấu. Có phải rải men không? À, men mang bên đây. Ừ. Rượu thường mình gọi cái rượu này là rượu gì vậy bà? Rượu củ gạo. À, rượu gạo. Ừ. Uống nó tốt đúng không? Ừ, đúng. Bà mình nấu rượu vậy là có 2 tiếng hả bà? Là một nồi 2 tiếng. Một nồi 2 tiếng. Ừ. Nấu được bao nhiêu lít bà? Nấu ra theo hộ lạnh thì được 10 lít. Vậy là bà làm nghề là 10 mấy năm luôn hả bà? Lâu lắm rồi. Cái đó là nước không? Nước. Chế vô cho nó hạ đậu quá. Dạ. Chứ chưa có nước là nó cao đậu đó. 50 mấy đậu. Nước lọc bình thường luôn không? Hả? Nước lọc bình thường luôn không? Ừ, nước mình uống á. Dạ. Đo độ. À. À, nó nâng lên vậy không? Ừ.
À, nó tự động. Nè, nó có số nữa không? Dạ. Hả? Số 5. Ừ. Dạ. Bao nhiêu thì đủ không? Đủ là 40 độ. Dạ, 40 độ. Con tưởng là để nguyên chất luôn chứ. Nguyên chất như nãy họ mua rượu lẻ đó. Dạ. Nguyên chất gì họ uống à. Không? Mình bán nguyên chất. Nguyên chất là 16.000 lít. Dạ. Còn pha vậy có. Và học được một kỹ năng khá thú vị. Dạ. Được rồi đó. Được chưa? Được. Dạ rồi. Rồi, của con bao nhiêu không? 16. Đây con gửi ông, khỏi thói lại luôn. Hơn thế nữa, từ những ứng xử của cụ bà, có lẽ Kim Hiền đã hiểu hơn về điều gọi là nhân cách của một người lương thiện. Ai hết luôn. Dạ. Thôi trời ơi, không cho đi. Bà không cho ra, bà chặn chân. Bà chặn chân mà không cho ra. 4.000 vậy ta có 2.000 con đi. Dạ rồi. Nó sẽ có nguyên con ốc bự cho mình. Mai Phương quả là có duyên với những nghề thủ công. Sáng nay cô đã không khỏi tò mò về nghề sơn mài và lại tiếp tục thực hành. Muốn cái màu gì cái mình ghép nhỏ như vậy. À, nó cũng đơn giản lắm. Dạ. Vậy cô đơn giản thì cô dạy con làm thử đi. Ủa rồi sau khi mà mình chưa xong như vậy là mình sẽ lựa màu theo cái tấm mà người ta có sẵn như vậy rồi mình ráp vô hả cô? Lại đây cô có đánh số là số 1 rồi là mình ráp ra như vậy hả cô? Cũng như là này ông số 1 nè, ông này số 1, số 2 mình làm. À, là cái ông nào số 1 là mình đánh nguyên một cái phần của ông là số 1, rồi số 2 là mình đánh nguyên phần của ông số 2. Rồi theo từng cái màu đó mà mình ráp vô. Chị làm mấy ngày này bao lâu vậy? Bao nhiêu năm? Mười mấy năm. Dạ. Chắc là bây giờ một ngày gì có thể làm được khoảng một tấm này không? Hai hay là hai ba tấm? Mày hả? Mày mình vừa cưa vừa bếp luôn, chỉ tấm hai tấm mà. Là một ngày làm được khoảng một tấm hai tấm, vậy là cũng công phu quá ha. Cái quay cứ khổ quá. Giống không? Dạ. Cái này giống y chang trang hồi qua đúng không? À, nhậu nè, có qua nè. Dạ, cái này là cái đầu cốt nước nè. Cái bình cắm bông, đồ rót nước làm sao giờ chị rót nước cho em uống nha. Cầm cái bình đưa tặng chị Phương đi. Hả? Cầm cái bình nó tặng cho chị Phương. Đi đi. Nói đi mày lấy. Đó, em tặng chị Hương. À, em tặng chị Hương. Chị lấy về chị cắm bông nha. Ơ Trúc Hân. Ơ chụp cái gì mà chụp. Trời ơi không có chụp. Có vẻ cậu em tên Phúc rất quyến luyến người chị mới của mình. Một cái nữa. Ai cho hôn? Chị Phương đâu cho hôn đâu mà hôn. Hôn hồi nào? Đâu hôn hồi nào hôn sao? Nhớ quên rồi. Quên mất tiêu rồi. Ai cho Hùng mắc cỡ. Nè Hùng lại coi Hùng sao. Sao Hùng tay rồi? Hùng má à. Hút đu chị Hùng ngủ đây. Hay. Trung Trăng nhớ rồi. Ủa Trung Trăng chơi vô. Thời gian trải nghiệm của buổi sáng hôm nay đã hết. Hai nghệ sĩ của chúng ta lần lượt nói lời tạm biệt. À, rồi biết là hồi lúc đầu á, lúc mà mới bước vào á thì Hiền sợ là hai vợ chồng biết có xích mích cái gì không, tại vì một người lạ vô á, nhưng mà cũng may thay là Hạnh cũng giúp đỡ Hiền, rồi anh Lợi cũng hiểu và anh Lợi cũng hiểu được mọi chuyện, nên thành ra là cảm ơn hai vợ chồng nhiều. À, có duyên thì mình gặp lại nữa ha. Ok, cảm ơn. Cảm ơn cô, trời tối qua hiền cô quá. Không có gì đâu. Thế tối qua cô ngủ không được đúng không cô? Thì Hiền
lâu lâu có bữa mà. Vui dạ. Dạ vâng, vậy con xin phép cô với lại cảm ơn. Ừ, bye bye. Con cảm ơn chú, cảm ơn cô. Tại vì ngày hôm qua giúp đỡ cho con có chỗ ngủ đỡ con em. Thật thú vị khi Kim Hiền đã chuẩn bị một món quà khá thích hợp với gia đình mà cô ở trọ. Cái size này thì nghĩ là chắc khoảng năm sau mặc dù. Nên là vẫn Hạnh cũng cảm ơn nha. Bye bye Bi. Hẹn về nha Hạnh nha. Cảm ơn Hạnh rất là nhiều. Có dịp thì sẽ ghé đây. Với lại khi mà để ra thì Hiền sẽ gọi nhà Hạnh. Hiền về nha. Còn Mai Phương thì đáp lại sự hâm mộ của gia đình bằng tác phẩm của chính mình. Dạ, cái này là của con tặng cho cô với lại bé Thảo. Dạ, để cho mọi người coi. Cảm ơn gia đình nhiều. Dạ. Dạ. Về mạnh dỗ nha. Dạ, cảm ơn cô. Với lại con cũng chúc các cô chú sẽ thuận lợi hơn trong công việc. Con xin phép chú con về. Dạ. Thăng tiến trong đường công danh. Dạ, con cảm ơn cô chú. Con cũng chúc cô chú là gia đình sẽ luôn luôn hạnh phúc như vậy. Bye bye chị Phương. Bye bye. Con tạm biệt chị không? Con tạm biệt không? Đi nha. Bye bye. Tạm biệt em. Bye bye. Con gửi lời chào bé Thảo luôn nha cô. Bạn bè em. Chị cảm ơn chị Phương. Cảm ơn Phúc. Đi nha. Bye bye. Bye bye Phúc ơi. Phúc. Bye bye. Dạ con đi. Những gia đình mà hai nghệ sĩ của chúng ta trải nghiệm trong hành trình này dường như đã làm cho họ nhận thấy niềm tin về một hạnh phúc có thật của những người luôn yêu thương và quan tâm lẫn nhau dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cho em rượu. Ê, chị đưa cho em chứ. Đây em cũng có quà cho chị. Trời ơi, chị cũng có quà nữa. Cái này là tự tay em làm. Trời vậy. Cảm ơn nhiều. Mừng hai bạn. Các bạn đã đạt được danh hiệu 4 giờ. Dạ, cảm ơn. Đây nè Phương. Em với. Trời ơi, vậy là mình có kỷ niệm rồi đó. Lúc mà nghe tình hình nói là toàn là thử thách mà không có nói trước á, nên là hai đứa rất là run, nhưng mà biết rằng nói như vậy thôi nhưng mà hai đứa vẫn cố gắng vượt qua, đúng không Phương? Dạ, vẫn làm được. Lúc đó em sợ lắm. Mà tự nhiên khi mà tiếp xúc với mọi người thấy là mọi người gần gũi lắm kìa. Và 24 giờ để mà mình trải nghiệm thử sức vừa rồi cũng rất là xứng đáng. Thật sự là khi rời khỏi nhà anh thì tới bây giờ Hiền vẫn có cảm giác là còn muốn nói nhiều lời cảm ơn đối với gia đình Hạnh. Mà không biết là dùng từ gì để mà nói để cảm ơn. Tại vì đêm qua là gia đình Hạnh đã cho Hiền có một bữa cơm rất là ngon, và cho Hiền thấy được có một cái mái ấm gia đình. Và Hiền xin chúc cho gia đình Hạnh có một mái ấm gia đình hạnh phúc, và sau này sẽ hạnh phúc hơn và dài dài, và có những đứa con thương yêu ở bên cạnh hai vợ chồng. Gia đình đã giúp đỡ con trong một cái chuyến hành trình thử thách 24 giờ. Bé Thảo thì rất là xinh, em rất là dễ thương. Và chị thấy rằng là bên cạnh đó thì em sẽ có thể thành công ước mơ của mình, đó là học nghề trang điểm. Và chị hy vọng rằng là sau một quá trình làm việc ở Đài Nam rồi thì em có thể để dành được một số tiền nho nhỏ, và cần sự giúp đỡ thì em có thể alo cho chị để có thể tiếp tục ước mơ của mình. Không biết nói gì hơn thì một lần nữa con cảm ơn gia đình rất là nhiều. Cảm ơn từ việc nấu cho con chén cháo, đến việc pha cho con cốc nước đường lúc nửa đêm, làm cho cả gia đình phải nhốn nháo không ngủ được với con. Con cảm ơn nhiều lắm, và con hy vọng rằng là gia đình mình sẽ thuận lợi hơn và sẽ ngày càng hạnh phúc đầm ấm hơn nữa. Chuyến lữ hành trong tuần tiếp theo sẽ đem đến những trải nghiệm thú vị của ca sĩ Nam Khánh và diễn viên hài được yêu thích Hiếu Hiền. Họ sẽ trải qua thử thách gì? Ai sẽ là người chiến thắng đầu tiên? Hãy đón xem tập thử khách 24 giờ. Kính mời quý vị đón xem.